Ở chỗ này chết. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, tiêu. Watch out. Mark the location. Ok, mark the location. Ôi, gặp mẹ rồi. Ít nhất 3 thằng nha. Chắc nó ngồi im, im nhau kéo. À. Ngại nhờ. Kéo đâu thế? Mất cái giáp rồi, đánh không được nữa. Gì mà đòi đánh người tao chứ? Cách tàn độc nhất chính là đánh vào những chiếc áo kẻ chúng ta thì mình chưa thể quên. Vậy thì chỉ biết mà chúng ta sẽ một cách khó mạnh đánh triệt để nhất. Vậy tao chắc 100 người một ngày dù cho tao có thương một cái khóc lát. Nhưng khi về tới nhà, một kẻ tình đã bắt các bạn nam chính. Hắn muốn chơi một ván cờ để định đoạt của hai người hoặc một bàn cờ thích đặc biệt, nhưng nó không được nhiều công hơn bàn cờ riêng của bên đó. Động viên gửi tới những kích hoạt cơ quan khiến nữ không phải chết, mà chính được tên này chúng ta thâm chịu cùng rằng không tiếng nam chỉ bao hết rằng mồ hôi vẫn không thắng nổi, mà trong tay nó thì vẫn còn. Let's fight together. Let's fight together. Chúng chưa đủ để kích hoạt cơ quan, chúng chơi bẩn nhập cho Akit đứng ra, hay là nam nam đợi để chúng ta biết rồi. Sao bà Tiêu nó chọn nghỉ? Chọc thêm được cái phòng của Tô, mai sau cũng giảm áo bên tiếp tục. Còn đúng 100 đồng nè. Hả? Ok ông kêu cái thông. Tí cắt. Có tem. Có tem. Chơi nó. Tao biết rồi,